này có hai người làm với nhau cũng vui nhỉ anh? Anh thấy là nó vui và nó nhanh hơn. Các bạn hãy có thể làm cùng với gấu của mình. Sẽ rất là vui nha. Nha, chụp bạc nha. Bạc trước thôi các bạn. Mời các bạn. Các bạn nha. Dí, hoa màu. Rất là tình cảm đấy, ở bên trong là vàng chói sáng. Nhân cảm lúc nào mà anh? Ngon quá à. Thế là vì em nói nhỉ? Nhưng mình chưa bằng ngon đấy. Được rồi, nghe chào chưa các bạn? Mình nghĩ là cũng ok rồi.
Bạn được 2 viên. Anh cũng vậy cũng nhanh đó hả? Tiếp ha. Thế này có hai người làm với nhau cũng vui nhỉ anh? À, anh thấy là nó vui và nó nhanh hơn. Các bạn hãy có thể làm cùng với gấu của mình. Sẽ rất là vui nha. Sau khi mà mình cho những cái viên khoa, viên xoài và khoai lang rồi và có tròn rồi thì bây giờ chúng ta sẽ lấy cái bước tiếp theo là mình sẽ lăn lên. Cứ lăn cho nó tiếp luôn đúng không? Thấm đều cũng sẽ đặc. Sau đó mình sẽ lăn qua một lớp cơm dừa. Ồ, dính nhiều ghê luôn á. Ôi, cho anh lăn rồi. Cho lăn thử với anh. Nào bây giờ mình sẽ đi mời các bạn. Mời các bạn. Mời các bạn.